chào các bạn. Hôm nay cô Bình sẽ hướng dẫn các bạn làm con lật đật từ vỏ trứng nhé. Để thực hiện thì chúng ta cần chuẩn bị giấy, thước, kéo, bút, một vật có dạng hình tròn, băng keo hai mặt, gạo, súng bắn keo và quan trọng nhất đó chính là vỏ trứng. Cô sẽ cho gạo vào bên trong vỏ trứng. Cô sử dụng súng bắn keo để cố định phần gạo bên trong. Ở bước này, các bạn nên nhờ ba mẹ giúp mình nhé. Cô sử dụng nắp để vẽ hình tròn. Cô sử dụng kéo để cắt hình tròn. Tiếp theo, cô sẽ gấp đôi hình tròn. Cô dùng tay miết nhẹ. Mình có được một đường nét gấp. Giờ cô sẽ dùng thước và bút chì để vẽ đường thẳng. Cô cắt để tạo thành nửa hình tròn. Cô sử dụng keo hai mặt, dán lên mép của nửa vòng tròn. Sử dụng mép giấy còn lại, cô dán đè lên phần keo. Dùng keo súng, dán phần nón lên phần vỏ trứng. Các con sẽ nhờ ba mẹ giúp mình gắn nón vào vỏ trứng nha. Cô vẽ thêm mắt, miệng để cho lật đật thêm sinh động. Như vậy là cô Bình vừa hướng dẫn các bạn làm con lật đật từ vỏ trứng đấy. Bây giờ các bạn hãy cùng thực hiện ở nhà nhé. Chào tạm biệt các bạn.